Dạ các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi vào trong hệ thống Mississippi Costco nổi tiếng của Mỹ. Nơi đây các mặt hàng giá xỉ rất là rẻ với các bạn. Mình thấy đây là SB HP 15 inch 6MV các bạn ha. Điều con xử lý là AMD Ryzen 5, nhớ là 8GB, 256 solid state và nặng là 4.5 pound, tức là khoảng hơn 2 kg chút. Và màn full HD là 1920x1080. Còn xử lý đồ họa là AMD Radeon Vegas 8 wireless và bằng keyboard là Backlit, $799 $800, còn SBND 15.6 inch các bạn ha. Con này là NVSBND 360 các bạn. Dùng con series là AMD Ryzen 5 250. Hệ điều hành Windows 10 và memory là 8GB, storage là 256 SSD, graphic là dùng con AMD Radeon Vegas 8 graphic và hình cảm ứng ha. Và pin của nó rất là trâu, 9 tiếng đồng hồ. Và nếu mà video xem video thì 6 tiếng 45 phút, nặng chỉ hơn 2 kg khoảng 200 gram, và màn hình cảm ứng và có thể gặp lại và tất cả bằng kim loại, còn những cái góc cạnh vuông vắn rất là ấn tượng ạ. Gặp lại thấy đây. Giá là 799 và góc nhìn nghiêng cái nó và những góc vuông nó rất là tinh tế bạn, tất cả đều bằng thép hết các bạn. Và hệ thống loa của em nó là loa Ben Olufsen các bạn. Vuông ha, coi như là 15.6 inch MV và con này là $799. Đây là MacBook 27 inch và 8GB memory và 1T, và con i5 Core có 3GB và hình Retina $1,729 các bạn, $1,729 máy tinh. Màu đen là $415, còn màu gold case là $384 ạ. $384. $414. Apple Mac 21 inch. Coi như là 8GB ha, là 1T. Coi như là giảm $200 là $1,200 bạn. MacBook đây là con Babylon 360 bạn. Bộ xử lý là i5 thế hệ Intel thế hệ thứ 8, hệ điều hành Windows 10, memory là 8GB, storage là 256 SSD, graphic dùng con Intel UHD graphic 620, và hình cảm ứng hay gặp lại ha, và pin 9 tiếng, và nếu chạy video xem video là 8 tiếng 45 phút và chỉ có 3 pound 52, tức là chưa tới 2 kg. Tuyệt vời. Babylon 360 các bạn. Mấy giá là $599, tức là vớt 100, 700 vớt 100, còn 600 là 3 video 360 các bạn. Ok. Ổ cứng coi như là 8T $139, $140.